ơi. Alo, cục mặt gì dữ vậy? Chạy. Vui chơi chạy chơi rồi. Quay cho lần nữa nha xem. Alo, cục mặt coi nè. Cường xin chào cả nhà nha. Rất vui được gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của Cường. Thì ngày hôm nay cả nhà ơi, thì Cường lên trên anh Vinh cả nhà. Thì anh Vinh nó dẫn đi giao lưu với mấy anh em nè cả nhà. Thì có anh Ân đây. Đây anh Ân ngồi đây. Nhân chào ở nhà mấy em cái anh ơi. Chào có anh Hiếu. Anh này Vinh thịt heo nghe cả nhà. Với thêm một ông anh trai nữa. Thì dẫn Cường đi lên nói chung vùng này vùng đất đỏ cả nhà. Thì cao su. Thì hồi sớm thì cũng có hút được một ổ rồi. Được có nửa lít mặt mà không có quay clip nghe cả nhà ơi. Thì vô đây anh dẫn cho Cường đi mấy ổ này thì ảnh kiếm gạt sẵn hết trơn rồi, thì chỉ đợi Cường lên bắt nó thôi cả nhà. Đóng trên cái cây cao su này nè, trong khu vực đây thì toàn ai chắc đóng cao su không hả Năng, chứ đâu có đóng gì khác. Có cây cao su không có cây gì nữa đâu. Đây này kiếm cây bằng quá rồi. Cây bằng nhau đó. Ổ này cũng nhỏ cả nhà, không có bự hung mà có cái đầu mặt nó phì ghê lắm. Cây cao su này nè, đóng lúc trên đọt. Thôi, trong đây thì quay cái thời tiết. Mà như cái đầu con bò vậy trời. Thời tiết nó hơi tối chút xíu rồi cả nhà. Ở trong đấy mắc gự à, nó nằm lúc thấy trên đọt luôn. Thì không biết ổ này nó sẽ như thế nào cả nhà, mà thấy cái đầu mặt như cái đầu con bò vậy. Nó phì ghê luôn á. Có cái sừng luôn hả? À. Ở đây thì mấy anh em trên đây bắt đa phần bắt bằng nhang nghe nhà, thì Cường cũng theo này bắt bằng nhang luôn chứ không dám bắt bằng sư dừa, tụt cây không kịp à. Bắt bằng nhang thì không có bó lá tư luôn, tại vì đây không có gió kín mít à. Cho nên nhang cũng không có cháy nữa. Thì để bây giờ Cường trang bị đồ nghề rồi Cường lên Cường bắt, Cường mời cả nhà cùng lên đồng hành với Cường cái tổ ong ngày hôm nay cả nhà. Hy vọng là nó sẽ mật nhiều, đặng chia sẻ cho cả nhà xem nha. Hôm nay họ bắt không có mật cả nhà ơi. Giò còn hơi đau cả nhà ơi, giò còn hơi đau cho nên leo nó sượng sượng không biết sao đây. Cây cao su này ta mới lấy mũ sáng luôn hả ta. Giò còn đau lắm nha cả nhà. Trong đây mát dữ à, tối thui à. Trời nắng nắng thì đỡ một chút. Còn trời chuyển mưa là nó tối thui luôn á cả nhà. Xuống không? Không không. Ông đây em sợ nó. Cây lớn mà đâu sợ lắc cây đâu sợ. Hử? Cây lớn mà lo gì đâu sao. Không có đậu mỏ đâu. Này bắt thơm cũng chứ một hai con. Lên xích lên nó mới đốt nghe cả nhà. Tới đây đốt được rồi nè. Chứ để lên nữa là mệt với nó. Nó sấy mình được con rồi, nó sấy lắm cả nhà. Con này còn hốt theo kiểu anh em ở trên đây nha cả nhà. Nhang thì này mình hốt á, mình đập cái đầu nó cho nó dễ cháy xíu nha cả nhà. Xong rồi. Ổ này anh Vinh với Năng với anh Hiếu đón nhiều. Dữ hả? Ê, tính ra là em chưa lấy cái dao lên luôn á. Ừ. Quên cái dao rồi. Hiếu leo lên đưa cho em Hiếu. Sơ ý quên cái dao. Cái dao trong ba lô em á. Hả? Leo cây bự gặp kinh trạng này là xỉu nó đó. Cây
không anh không leo lên tiếp kìa cả nhà. Cực cho mấy anh em nữa nè. Ôi. Đây đây đây, đưa em, đưa em, đưa anh đưa lên đường đó. Rồi rồi em cảm ơn nha. Nó tuột xuống à, tuột tuột vậy à. Có khi nào bữa nào về vợ chơi không anh? Dập trứng hoài à. Mấy anh em này cũng vui cái tính nghe cả nhà. Tiếp tục. Cây này cũng dễ leo lắm. Nó nhỏ nhỏ còn gọn ôm. Vừa sức mình ôm. Leo động nãy giờ nó xuống con. Ô, ông này nó quất cục bạc khủng long luôn á nha. Ở đây nó đâu, nó lên thấy nó không, không có nhỏ mấy đâu. Nè cả nhà. Có nắng lên xíu quay nó video nó đẹp hơn. Đó cả nhà thấy không? Đây anh đi diện vô cả nhà xem. Cái đầu bạc cái nằm tít ở ngoài luôn. Đó. Bay ra. Ông này chắc ông này chắc sắp non luôn quá. Nó đóng lên đọt cao su. Ôi cái đầu lân. Hết biết rồi, cái đầu mặt không biết nó làm sao nha. Thấy cái đầu là thấy ghiền rồi đó. Alo, cục mặt dữ vậy? Nó bé lên trên luôn, trời ơi mẹ ơi. Quái vật thiệt ơi. Chám vô luôn mấy anh ơi. Thứ gì của nó mẹ ơi đã. Hôm nay lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Đây nè cả nhà ơi, đi còn quay cho cả nhà xem nha. Để ông có chút xíu một cục mặt coi nè. Như con bò vậy á. Nè cả nhà. Quá đã rồi anh Ân ơi. Coi nè cả nhà. Cả nhà coi bên đây nè. Rồi dưới chạy hết trơn rồi. Dưới làm như quýnh ở dưới thôi vậy. Trời ơi trời ơi, cục mặt. Hết biết nó đã luôn rồi, nó sướng. Cục này cầm 2 lít nha cả nhà. Đó, nhà thấy không? Cục mặt này tầm 2 lít nó xuống tới đây luôn nè. Có chút xíu phấn à. Còn gì thứ này nữa. Xuống, ấy da, thấy mẹ rồi. Nó xôm vô cái lưng lỏng, không mấy lỗ luôn à. Đó. Quá trời đá rồi cả nhà ơi. Quay chi tiết cho cả nhà xem mới sướng. 2 lít mặt là có trên luôn á. Xong rồi. Ổ này thì mới đóng khoảng theo như Cường đoán là khoảng cứng ngày, khoảng 17 16 17 ngày. Chám vô chỗ này luôn. Để Cường cắt nó nghe cả nhà. Hết sức nó đã luôn. Duyên thiệt trời. Hơi có mặt hơi nha cả nhà. Mình để về để lại cho đi cho nó ăn lại được nhiều nó ăn. Mặt này có cầu mà có 2 lít rưỡi cơ mà. Thấy bà rồi.
cái nhang này nó tiện cái nó cũng dở cái. Nó tiện cái là cả nhà biết tiện gì không? Tiện cái là mà mình leo hốt á, là nó cực kỳ gọn. Cái thứ hai đó là nó lủng bịch nè. Nó rớt ba cái dâm vô là lủng bịch nè, ngộ vậy đó. Bởi vậy nó khó thiệt chứ. Này con sẽ chùm hai bịch vô luôn nha, tại vì cái bịch bịch này nãy nó cũng hơi có hơi dâm dâm mà. Hai bịch vô vậy đi cho chắc. Còn con nó nữa nè. Đó. Bên đây trước. Rồi chưa hết nó muốn lặn cục mặt luôn rồi. Hai lít giữ mặt cả nhà ơi. Quả tay mặt này luôn rồi. Ông không có chút xíu một mặt hải hùng một mặt kìa chứ. Cầm mà biết quạt tay luôn á. Cục mặt coi nè. Quá tay cục mặt này nó đã luôn rồi cả nhà ơi. Sướng hết biết rồi. Hôm nay biết bao lâu rồi. Đâu có cảm giác là quát cục mặt 2 lít đâu, nói 2 lít mấy nó ra sao đâu. Để giờ Cường cho nó vô túi cái đi. Rồi xuống dưới đất Cường sẽ tính nó sao nha cả nhà. Ba nhang này gớt phỏng từ lưa dưa chân phỏng lũng áo. Ngon lành cạnh tranh chứ. Cái này mà gặp ở đây ổ lớn lớn ha, lớn hơn ổ này lên cắt cục mặt xuống cái có nước mà la miệng không quá. Đã gì đâu đã. Xuống tới đất thì cũng sẽ quay cục mặt chi tiết hơn cho cả nhà xem. Chục cây gọi xuống luôn đi. Nó phỏng tay phỏng chân lum chân à. Cây này tụt cũng lẹ cho nên là con không đến nổi. Rồi sao bỏ chiếc xe luôn rồi. Ây da. Chơi gì bỏ xe mình luôn à. Để lấy xe chạy ra ngoài cái mới được. Trời ơi. Gì chưa vậy chân chạy chân rồi. Hả? Xuống đâu? Xuống dí anh rồi chạy thì anh đến vô lấy xe rồi còn dí anh phải chạy ra. Ủa bơi nó dập dập. Chưa ra ngoài đây không đi lỡ rồi. Cầm xoay ngược với lại á. Xoay ngược với lại á. Móc ba nhang này lên thổng em tùm lum á. Không quen. Lên có cái móc nó cưng móc vô cái cây á. Nè nó phỏng ra sau lưng em nè. Cục mặt có 2 lít mấy á. Cho cái bịch nó lên trên đây. Cho cái bịch nó để nó chạy. Nè cầm mày nè. Mặt này có 2 gần 2 lít rưỡi được không ta? Lủng nữa.
Tới video luôn rồi đó. Mặt à? Ơi cục mặt. Ở nhà thấy không, cục mặt hết biết luôn, nó ngon. Ơi ơi. Coi coi còn con nữa. Đây nó không có phấn, không vô phấn luôn chạy. Không vô phấn luôn. Hơn 2 lít đó, hơn 2 lít. Hơn cả chừng tầm 2 lít rưỡi cho lên luôn. 2 lít rưỡi. Hết. Thứ gì chịu nổi thứ này cả nhà. Không ông này nói chung là nãy xuống quýnh dữ không? Xuống dưới nó quýnh mà dí không à. Chạy hết. Trời ơi, quên cục mặt ra em la chạy trên cây không à. Có không nhiều cục mặt gì nó bự như nó như cái như là như cái đầu lân nha. Đám cái kèo nhỏ ăn cơ lớn còn vừa. Dạ. Thì cũng được, thành quả cũng được nhiêu đó nha cả nhà. Thì cục mặt quá ngon luôn, như cả nhà thấy là anh Vinh nhìn thịt heo anh đang về cờ. Anh đang cuộc lại cả nhà ơi. Thì bây giờ Cường xin up video tại đây nha, thì để coi anh em đi kiếm rồi nữa coi có thành quả gì nữa không nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, thì vô tới đây thì Cường với anh Ân thì có gặp một ổ ong đóng trên cái nhánh đó đó cả nhà. Giờ này trời hơi chuyển mưa cho nên nó không thấy đâu. Ổ này cũng nhỏ nhỏ coi coi à. Thấy đầu mặt cũng hơi phì phì không biết sao nữa cả nhà ơi. Thì để bây giờ trang bị đồ nghề này kia Cường lên Cường bắt tiếp tục nha. Hy vọng là ổ này mặt sẽ ngon như hồi nãy nha. Ổ này không lớn hơn nãy nhiều đâu cả nhà. Ủa, cái ổ này thì nó đóng hơi núp cho nên là không có thể nào đứng dưới đất mà quay lên thấy con ong được. Hả? Để Cường leo lên cái mới quay cả nhà xem được. Tối ôm. Chín giờ sáng này, 6 giờ tối vậy. Đó coi, hé hé ánh nắng lên được rồi đó. Trời ơi. Hé hé ánh nắng lên được có mừng. Bây giờ thấy được có ong chưa cả nhà? Đống cây này cây dầu cái gì? Dầu cây sao gì? Dầu. Chạm dồi luôn. Trời ơi. Hết biết cục mặt này nó ngon luôn rồi. Chạm dồi luôn nha cả nhà. Đây nè, để Cường quay cho cả nhà xem nè. Trời ơi, của ông có chút xíu à. Cái lít mặt. Nếu ông một 5 tấc. Con ong này có 5 tấc rồi nha, cục mặt coi nè. Thứ gì chịu nổi thứ này anh em ơi. Nó sướng. Quay sơ lược cho nhà xem. Trời ơi, cục mặt coi nè. Mẹ ơi, nó chám vô không còn một lỗ luôn. Bích chịch luôn. Bích như lần ong quýnh mắt Cường sưng nhá. Đây cả nhà. Nó đã. Ổ thứ hai cả nhà, ổ thứ hai gặp này thứ dày nữa, thứ gì chịu nổi cả nhà ơi. Thiệt sự nói nhà luôn, Cường gung giò cắn tay chân hết trơn á. Tại vì hôm nay không bắt được con mặt khủng á, bắt được nó mừng cả nhà. Mừng còn hơn là cái gì nữa. Mấy anh em đứng dưới kìa. Đứng lúc ở dưới. Để Cường cắt nó nha. Xíu này vụt luôn. Xíu này vụt kia gọi. Trời ơi, mặt nó chen vô trong ba cái phấn. Mấy ổ này hơi nhỏ cho nên sửa cũng nhẹ nhẹ tay thôi nghe cả nhà. Cho nó kéo ong vô. Kéo ong vô tiếp tục. Cả nhà thấy mùa mưa mà bắt được cục mặt như vậy, kiếm cục mặt chám vô như vậy không phải chuyện dễ đâu cả nhà.
khó còn hơn là lụm được tiền nữa. Hai ổ mà được, ổ kia 2 lít mấy, ổ này cho 1 lít nữa. Hôm nay trúng mánh này, toàn hàng khủng không nghe cả nhà. Rồi cái này quá tay quật này luôn rồi, hầu mà cả lít cả sĩ á, mặt nó vàng đẹp. Nó hơi có con vô đây, còn gọt cả con ra. Còn như bạn phấn nữa. Trời ơi nó ngon coi nè. Mẹ ơi nó mừng. Cường chỉnh ba cái phấn lại nha cả nhà, cho nó hết phấn luôn. Khi mình xuống đất là hoàn thiện luôn á. Xong. Hơn 1 lít mật. Mật chám vôi luôn, để còn xuống đất còn review cho cả nhà xem nha. Xem kỹ hơn. Chứ giờ trên đây để đi xuống cho ông nó gom vô ổ. Dẹp dẹp cái này cho nó đóng nhiều tiếp. Dướng cái đọt cây này là nó không đóng vô tiếp nữa. Dẹp dẹp cho nó kéo ông vô cái nha. Kéo được nhiều nó kéo. Rồi đi xuống nha. Sướng tay luôn, cắt hai ông mà biết sướng tay là gì được. Trắng như là ngọc trinh luôn anh em ơi, đẹp như mơ luôn. Của ông thì mà cục mặt hết biết trời. Nè anh Vinh thì theo đó, lít không? Lít rưỡi hả? Lít rưỡi. Ờ vòng vòng lên không chỗ đâu. Cái không, lít rưỡi ngày qua rất nhiều mình chạy vô cái nhà, coi, túi cái mình chám vô hết trơn luôn cả nhà. Lít lít sĩ à, không được đâu. Quanh lại thôi để chiều mình bào à. Rồi lại cái mặt, đó đây. Mặt nè cả nhà coi nè, nó chám vôi nè, còn có cái đường dưới là nó không chám vôi cả nhà. Màu thì màu như vậy nè. Cả nhà thấy không, ngon gì đâu luôn. Lên chắc hai ông này mà em rung tay hết trơn trời. Hôm nay không biết cũng ông mà cục mặt bự gần sao luôn á. Còn hơi có phấn để hồi gọt lại. Còn cái bọc nào nữa không? Còn chứ. Nè. Bỏ vô đi, cuộc lại rồi mình soạn ba phấn sạch sẽ lại nữa là xong. Mở ra đi, mở ra đi, mở ra đi. Rồi, giờ Cường xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Thì cũng được 2 ổ rồi. Video nó có hơi mờ, cả nhà cũng thông cảm với Cường với nha. Thì do thời tiết nè, chuyển mưa thất thường lắm cho nên là quay không có được nét. Mấy cam quay không có được nét. Thì Cường xin chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà những video tiếp theo của Cường. Chào cả nhà. Để anh em soạn mặt lại cái nha.